Xin kính chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Ngày hôm nay em tiếp tục ngay chỗ xã Bù Năng giới thiệu cho anh chị xem một cái căn nhà nóc thái vừa mới hoàn thiện anh chị. Vị trí rất là đẹp luôn và nhà xây rất là hiện đại và rất là đẹp luôn nha anh chị. Và giá rất là hữu chăng luôn ha. Hiện tại căn nhà nóc thái này á, chiều ngang là 5m nha anh chị. Dài vô là 26m quay về hướng chánh đông của mình. Đường rộng thông thoáng nè, rất nhựa nên phú bồ năng á, chỉ có 30 mét thôi nha anh chị, gần trường học, gần chợ đâu luôn nha. Vị trí này là đường thông tứ hướng nha anh chị. Đó, nhà nóc thái 5:26 quay về hướng đông, có thổ cư 80 mét vuông, giá bán là 1.399.000.000 luôn nha anh chị. Nhà mới 100%, vừa mới hoàn thiện nhưng mà còn cái công đoạn gắn cửa sổ này kia nữa là xong rồi. Đó. Nói chung là nhà mới gì lắm là em quay cho anh chị mình xem liền luôn. Chỉ có 1.399.000.000 có căn nhà sở hữu tại Bù Năng. Nhà nóc thái, mẫu thiết kế hiện đại, rất là sang trọng luôn anh chị. Đây nha. Trần thạch cao mà giác vàng luôn nha anh chị. Mẫu này là của mấy cái mẫu dinh thự biệt thự á. Rất là đẹp luôn ha. Rồi có đèn pha lê luôn nè. Đó. Hệ thống cửa sổ. Đây là một cái cửa sổ phía trước nữa. Còn là cửa sổ bên hông. Rất là đẹp anh chị. 1.399.000.000. Giá đó là còn thương lượng cho quý cô chú mình thiện chí luôn nha. Nhà này là mới 100% nè anh chị. Đi cái dách nhìn đẹp mà sang quá. Nhìn vô cái là nhìn sáng trưng cái nhà liền. Nhà này là của mình là được 3 phòng ngủ luôn nha anh chị. Đó, giờ là em quay cái phòng ngủ cho anh chị mình xem nè. 3 phòng ngủ ngay cái đường luồng nè. Nhà 5m mà xây nhìn rộng rãi dữ lắm nha anh chị. Phía bên hông là mình có cửa sổ thông thoáng luôn. Đó, tầng thạch cao nè, đèn led, đèn hắt. Cửa sổ nè anh chị. Đó, phần bắc bên hông nè, cho nên là của mình rất là thông thoáng nha. Thì tí xíu nữa em sẽ cho quay mặt trực diện mà quay lên tới nóc luôn cho anh chị mình xem rõ cái hình dạng của nó từ ở phía trên như thế nào nha anh chị. Nhà này xây rất là đẹp, mẫu thiết kế hiện đại mà nhìn sang trọng lắm. Nhà còn thơm mùi mới, thơm mùi sơn anh chị. Đó. Thì vị trí ở đây tí xíu nữa em cho anh chị mình xem luôn. Nhà thì có sổ sẵn công chứng liền bất kỳ lúc nào luôn nha anh chị. Chỉ có 1.399.000.000 thôi mà được căn nhà quá xách là đẹp. Wow, không gian nhà bếp phía sau anh chị. Đi cái mẫu trần thạch cao giác vàng này nhìn đẹp ghê luôn á. Đơn giản nhưng mà nhìn sang lắm nha anh chị. Hệ bếp nhìn cũng cực kỳ là đẹp luôn. Em thích nhất cái điểm này nè anh chị. Thì mình thiết kế cái chỗ mà để mình ướp chén song song với lại cái bồn nước. Thì nước mình ướp trên đây thì nước nó rõ xuống như vậy mà nó phù hợp, tiện nghi ha. Rồi, hệ tủ nè. Nhôm sinh pha. Màu đen đi nhìn rất là đẹp ha. Nói chung này nhà này bước vô là em thấy là không có chỗ nào để chê luôn. Mà giá cũng ok luôn nha anh chị. Rất là đẹp ha. Bản sao của mình nè. Ngay chỗ này lợp tôn sáng cho anh chị phơi đồ này kia luôn. Xây kính cổng cao tường hả anh chị. Nhà vệ sinh nè. Cho anh chị một cái cây sen nhìn sang trọng ghê luôn. Cây sen đồ cao cấp luôn. Nói chung anh chủ này thiết kế cái nhà này là em thấy là quá là ưng. Cho anh chị một cái hệ rửa mặt mà có tủ trên dưới luôn, có kiến soi luôn ha, đồ cao cấp. Rồi, bên đây là toilet nha. Rồi thì giờ mời anh chị mình á, giờ tiến lên phía trước rồi đi từ từ đi, rồi em mở sổ với là định vị lên cho anh chị mình xem luôn ha.
Ba phòng ngủ rất là thông thoáng rộng rãi luôn. Rồi anh chị mình xem nè, nó xem lại nha, không gian phòng khách rất là đẹp tuyệt vời. Rồi nha anh chị mình xem vị trí cùng với em Nhi nè, đó vị trí của mình nè, ngay khu bàn cờ của xã Bảo Năng luôn, rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây cái đường nhựa bự bự này nè, đường nhựa trắng trắng bự bự, đây là đường nhựa Ninh Phú, kế đây là đường nhựa Trường Chinh nè anh chị, đó trường trung học cơ sở Bảo Năng ha, sát bên luôn của mình là xung quanh là khu bàn cờ nè, đó rất là đẹp luôn nè. Di chuyển ra tỉnh lộ 781 nè anh chị. Đây là chợ Bù Năng ha, sát bên chợ Bù Năng luôn. Tầm 800-900 m là anh chị ra tới chợ Bù Năng rồi đó. Nè chợ Bù Năng nè. Rồi vị trí rất là đẹp luôn. Rồi anh chị mình xem sổ hồng với em Nhi ha. Năm về 26 nè anh chị, đường này 11 có mở rộng luôn nha. Đó, mở rộng ra là đường mình là cái đường mình có giá trị hơn nữa nè. Nhà quay về hướng đông. Rồi. Mình có 5 mét quy hoạch đường. Nếu mà có quy hoạch thì mình có 5 mét nha. Xã Bảo Năng luôn nha anh chị. Thổ cư 80 mét vuông, tổng là 131. Còn lại đất cây lô 5 ha. Rồi. Thì bây giờ anh chị em sẽ mời anh chị xem cái video livecam của em để xem trực diện cái căn nhà này. Nó đẹp như thế nào nha. Mà giá cả là phải chăng nha anh chị nhìn hai cái cột chất lượng không? Đó, nhìn đẹp không? Ừ. Mình sơn giả gạch đó. Đó. Sơn giả đá đó anh chị. Đó. Đó đẹp ha. Nhìn là không biết là sơn luôn á. Y như là mình ốp gạch đá vậy đó.